Kính thưa chư quý khán giả và chư quý đồng đạo, chương trình được tiếp nối đến bài Cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật xưa có lời phát thệ: chúng sanh trong thế giới ta bà, nếu ai trì niệm Di Đà, lâm chung Phật ước về mà Tây Phương. Cõi Cực Lạc xen vàng trực sẵn, chờ những ai giữ đặng chí bền. Nằm ngồi đi đứng đừng quên, Di Đà luôn niệm được lên tòa vàng. Cõi Cực Lạc muôn ngàn quý báo, có điện đền thất bảo uy nga. Nếu ai chỉ niệm Di Đà, Phật liền tiếp bước sang qua cõi ngàn. Cõi Cực Lạc liên đài gực gỡ, Đức Thầy luôn nhắc nhở chúng sanh: nếu ai cố chí làm lành, chỉ tâm lục tự giảng sanh chắc là. Cõi Cực Lạc chẳng già chẳng bình, chẳng tử sanh lo tính ưu phiền. Nếu ai niệm Phật tinh chiêm, lâm chung Phật hiện hước liền đến nơi. Cõi Cực Lạc đời đời vui vẻ, muốn vật chi tất sẽ hiện ra. Món ăn thức mặc cũng là tùy theo ý muốn hiện ra đồ đầy. Cõi Cực Lạc có cây thất bảo, có lưới gào bãi lan can, gió đưa tiếng phát ngân gian. Người nghe thời thới lòng càng tiếng tình. Cõi Cực Lạc chẳng sinh người nữ, bình đẳng tâm đối xử ôn hòa. Nếu ai chỉ niệm Di Đà, thức thần về đến ngự tòa kim cương.
Cõi cực lạc không lường số tội hương, vẫn trường tồn như Đức Phật Ngài. Xác thân bằng chất liên hoa, ba hai tướng hảo thật là đẹp xinh. Ai muốn được giảng sanh về đó thì đức tin phải có đủ đầy, nhất tâm phát nguyện quy tây, làm lành niệm Phật Phật Thầy rước đi. Cõi cực lạc liên trì đua nở, chờ những ai biết chở gót hài. Di Đà luôn niệm đừng phai, lắm chung ắt đặng công dài quả cao. Thần thức được gá vào sen ấy, tỳ công phu tu tập của mình hóa khai sẽ đặng thân hình sắc vàng chói ánh muôn nghìn hào. Ở thì có cung vàng điện ngọc, tâm thì ao bát đức tỳ ni. Muốn sao thì có hiền y, thần thông quý báu do thì Phật ban. Cõi cực lạc an nhàn tự tại, chẳng khổ như cảnh giới ta bà. Trên thì có Đức Di Đà, giới chư Bồ Tát đều là bạn. Người niệm Phật ân cần nhớ kỹ, gần lắm chung tâm trí an nhiên. Di Đà sao chữ nói liền, lòng phàm dứt sạch qua liên giữa kề. Người niệm Phật chán chê cõi tạm, lúc lâm chung chẳng dám luyến trần. Bấy lâu tạo nghiệp lần không, bây giờ dứt bỏ để gần lạc ba. Người niệm Phật quyết sang cõi Phật, lắm chung nhờ Đức Di Đà. Hào quang Ngài sắp hiện ra, rước mình về đến ngự tòa Tây Thiên. Người niệm Phật tiền khiên dứt sạch, lúc lâm chung chẳng trách phiền.
phiền ai. Để tâm yên lặng trong ngoài, cháu con quyến thuộc chẳng gài nhớ chi. Người niệm Phật trong khi hấp hối, Phật hiện về độ gọi hồn ta. Cho nên vui niệm Di Đà, chẳng màng đến kẻ khóc la bên ngoài. Người niệm Phật chẳng ai biết rõ, nên tâm mình vui bỏ cảnh đời. Di Đà niệm mãi chớ lời, để cho chư Phật ước thờ siêu thân. Cõi Cực Lạc Phật hằng trong đời, có một ai niệm tới danh Ngài, hào quang liền phong đến Ngài, rước về Cực Lạc Ngự Đài Liên Hoa. Nam Mô A Di Đà Phật.